Em chào cả nhà nhá. Buổi trưa ngày 25 tháng 5 năm 2021 thì hiện tại Lai Châu đang mưa đây cả nhà. Đang mưa. Thì đây là địa chỉ vườn lan nhà em. Bác nào mà có dịp mà lên đất Lai Châu thì xin mời mọi người ghé thăm qua vườn em chơi, giao lưu với em chén nước chè. Đấy, ok. Thì hôm nay lại lên vườn thì lại có một cái đồ chơi cho mọi người. Mặt bông rất đẹp. Tuy là thời tiết nó không ủng hộ. Nhưng mà bông nó đã căng, nó bay như này rồi. Nó gặp thời tiết nắng thì thôi rồi. Cũng là từ nhà, từ cái lô em sưu tầm lâu lâu đấy, trên vườn đấy. Hôm nay lại có cái mặt bông tương đối là xuất sắc. Rất đẹp. Nó trời mưa âm u mà nó đã cong vút này rồi. Mặt bông rất đẹp để cho mọi người sưu tầm nhá. Còn ba nụ nữa cả nhà. Còn ba nụ nữa mọi người về tiếp tục được ngắm hoa nhá. Một cái chậu này đây. Kỳ các thứ này em ép hết xuống. Thân già tím này. 1 kỳ, 2 kỳ, 3 kỳ, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ui, nó rơi vào cả mầm gốc, cả kỳ nó rơi vào 9, 9 mầm. Các mắt nó vẫn còn nữa. Thì mọi người về có thể phun ít duy xanh để tận dụng những cái mắt còn thì nó vẫn lên tiếp nha cả nhà nhá. Hôm nay có một cái mặt bông tương đối là thẩm mỹ. Đấy. Để cho mọi người chơi, mọi người chia sẻ. Thì em chia sẻ cái chậu này cho mọi người là 350.000 nhé. 350.000. Một thân này ra hoa, còn những cái này là em cắt kỳ em ươm luôn xuống. 350.000, vẫn còn 3 nụ để mọi người chơi. Mặt bông rất đẹp. Nụ tím ngắt đây. Cánh bay hồng. Ok. 350.000 chậu này nhé cả nhà nhá. Có một chậu thôi. Đấy, em cứ nhặt những cái mặt bông nó đẹp một chút để cho chia sẻ cho mọi người. Tiếp theo là năm cánh trắng Minh Vũ. Sổ được một bông này. Đấy. Thân này thì nó thật ra là em để cuối cùng là không chưa trồng thì mắt nó chưa lên, em mới sang chậu này có hai mắt ở dưới nhá. Mọi người về mọi người phun một ít kỳ duy xanh vào là nó lên đấy nhá. Cả một thân thì nó ra được một bông này, năm cánh trắng Minh Vũ, một mặt bông những năm về trước cũng có tiếng trên làng Va. Năm cánh trắng Minh Vũ một nhá. Chậu này là 700.000 cả nhà nhá. 700.000. Chậu này cũng vậy, cũng được một bông này, rất hay. Cũng mầm gốc thì em mới làm nên nó chưa lên, cũng 700.000. Mặt bông rất đẹp để cho bác sưu tầm. Đẹp lắm. Cánh bay đây là hoa, gọi là hoa của cây yếu nó đã lên đẹp này rồi. Ok. Có ba cái chậu hoa đẹp thì cho mọi người sưu tầm.